Xin chào mọi người. Như vậy, sau rất nhiều hình ảnh về cụm đèn hậu của BMW 5 Series được bắt gặp ở tuần trước, thì nay, mẫu xe này cũng chính thức được ra mắt. Phải khẳng định, mẫu xe mới lần này rất ấn tượng. Vậy giờ chúng ta hãy cùng điểm qua nhé. Tạm bỏ qua về thiết kế, BMW 5 Series thế hệ mới đã dài thêm 97mm, rộng hơn 32mm và cao thêm 36mm. Riêng chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 20mm lên thành 2.995mm, vượt qua đối thủ đồng hương Mercedes-Benz E-Class 2023. Còn về thiết kế, mình nghĩ mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, nhưng không thể phủ nhận, dòng xe điện của BMW mang thiết kế gần giống với xe xăng nhất. Thậm chí hai phiên bản này chỉ dễ nhận ra khi nhìn vào thiết kế lưới tản nhiệt. Còn lại về thẩm mỹ, mình xin nhường lại cho mọi người và thật mong các bạn hãy để lại cảm nghĩ của mình bên dưới video nhé. Nào tiến tới nội thất bên trong, tiếp tục là cụm màn hình đôi kéo dài, kết hợp giữa 12,3 inch và 14,9 inch cùng giải pha lê làm led viền, kể cả cần số, rất nhiều chi tiết tương đồng với những ai đã xem 7 series trước đó. Với BMW Interaction 3, một cửa sổ trời cỡ lớn, vuông vắn mở ra, hứa hẹn nhiều điểm chiều lòng người dùng. Nhắc tới chiều lòng thì việc chơi game trên xe này cũng trở nên thú vị hơn, các bạn cứ nhìn kỹ mà xem. Và với hệ điều hành iDrive 8.5 mới, i5 hay 5 series mang tới nhiều điều giải trí tới người dùng, xem YouTube, kênh truyền hình trực tuyến, vân vân. Nhưng thứ mình thấy hay hơn cả, BMW Iconic Sounds Electric, với mỗi chế độ lái, xe lại cho âm thanh giả lập khác nhau, nghe khá thú vị. That sound is amazing. What is it? That's sport mode. And that is expressive mode. Inspiring. Hệ thống loa Bowers & Wilkins cũng có trên bản cao cấp. Thực sự những điểm này, mình thấy cả Mercedes-Benz lẫn BMW đang cạnh tranh nhau thật sự gắt gao. Ngoài ra, xe cũng có thêm công nghệ hỗ trợ độ xe tự động, thậm chí điều khiển được ngay qua app. Hàng ghế thứ hai có sẵn chỗ cắm chờ để lắp đặt máy tính bảng, thuận tiện làm việc. Ghế trên xe có đủ từ chất liệu bảo vệ môi trường tới cao cấp nhất là Merino. Về động cơ, BMW 530i và 530i xDrive với động cơ đốt trong sử dụng loại 2.0 lít tăng áp, cho công suất cực đại đạt 255 mã lực, 400 Nm mô men xoắn cùng hộp số tự động 8 cấp. Trong khi biến thể i5 chạy điện, đặc biệt là phiên bản M60 xDrive, cho công suất cực đại đạt 590 mã lực, 795 Nm mô men xoắn. Còn phiên bản i5 tiêu chuẩn cũng cho sức mạnh 335 mã lực, 400 Nm mô men xoắn cùng quãng đường di chuyển ước tính đạt 582 km sau một lần sạc đầy. Cuối cùng, tại thị trường quốc tế, BMW 5 Series được phân phối với 5 phiên bản, đã bao gồm cả bản điện với mức giá khởi điểm từ 57.900 đô la Mỹ tới 85.095 đô la Mỹ, quy đổi khoảng 1 tỷ 360 triệu tới gần 2 tỷ Việt Nam đồng. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng vừa xem qua BMW 5 Series hoàn toàn mới. Các bạn thấy sao và có mong chờ mẫu xe này sớm được mang về Việt Nam hay không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.